Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Boston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ Bích Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya giả. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 104. Kinh Sāmagama, Sutta 1013 đến 1017 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sẽ người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nha. Con từ mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp. Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 104 đến 1013 đến 1017 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Và con cúi đầu đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu, con kính cung thỉnh Ngài dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nha. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Bằng Địa Tiên Phật. Kính chào chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh Sāmagama. Bài kinh này cũng giống như bài kinh trước, là Đức Phật Ngài dạy cách thức để các vị tỳ kheo sống sinh hoạt với nhau sao cho nó có sự hòa hợp, hòa thuận. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, và đặc biệt trong bài kinh hôm nay, Đức Phật Ngài đối đến những vấn đề mà chúng ta tìm thấy ở trong
Lục Tạng, Chu Lâu Quát Giác. Tiểu phẩm và trong bộ Parikvara cũng có nói đến một phụ lục của Lục Tạng. Ở trong đó có những vấn đề như là Đức Phật Ngài tuyên bố, Ngài dạy về sáu cái căn rễ mù lá của cái sự tranh chấp. Ngài nói trong Lục Tạng rất là nhiều. Kế đến là Đức Phật Ngài nói bốn loại tranh sự, tức là bốn loại tranh tụng kiện cáo với nhau. Athikarana, rồi sau cùng nói sau cùng, tức là bài kinh này được chia làm hai phần. Hôm nay chúng ta học phần đầu, ngày mai chúng ta sẽ học cái phần cúng. Thì trong phần đầu này, cái tiểu đoạn mà nói cuối cùng trong phần đoạn 1, nói về bảy cái pháp diệt tránh, hay là bảy pháp diệt tranh, Athikarana Samatha. Cái này cũng nằm ở trong giới bổn tỳ kheo. Đây là những cách mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chư tỳ kheo biết để sinh hoạt như thế nào, đưa đến cái sự hòa hợp, thuận thảo, không có sự chia rẽ, không có sự phân hóa sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Bài kinh ngày hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Bây giờ thì xin mời, kính mời cô Tuệ Mẫn đọc cho bài kinh. Cô Tuệ Mẫn đọc cho bài kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính vị giảng sư trong ngày sẽ thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đây con xin đọc chánh văn của bài kinh hôm nay. Dạ. Dạ cảm ơn sinh nhật Quỳnh cho em biết tiếng Việt. Kinh Samaga Sutta. Samagama là tên của một thị trấn của vương quốc dòng Sakya. Thích Ca, bản Việt dịch ghi là kinh làng Sama. Dịch tên địa danh như vậy không thích hợp, mà nên giữ nguyên chữ Samagama. Thí dụ nên thành phố Bangkok, không nên dịch là thành phố Langkok. Chính tại nơi này tôn giả Trung Đá Samanudesa trình bày với thầy tế độ của mình là tôn giả Ananda về sự phân hóa của ngoại giáo Nigantha. Samanudesa có nghĩa là người tập sự. Ở đây là danh từ riêng, không phải là sa di. Vị này là một tỳ kheo em út của tôn giả Sariputta. Sau khi nghe trình bày về sự tranh luận bất hòa của những
Nigantha, Đức Phật đã dạy về những phương cách giảm thiểu bất hòa trong tăng chúng. 1013, bài học từ một sự phân hóa. Sự phân hóa đồng vốn là điều thường xảy ra trong xã hội loài người, kể cả trong tất cả tôn giáo. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị sắc cha. Thích Ca, tại Samagama, Sa Di Thồn, lúc bấy giờ Nigantha, Nataputta vừa mới thế ở Bawa, sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại với nhau, với binh khí miệng lưỡi. Ông không biết pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh, lời nói ta tương ưng, lời nói ông không tương ưng. Điều đáng nói trước, ông nói sau. Điều đáng nói sau, ông nói trước. Điều ông quan niệm trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của ông đã bị thách đố. Ông đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ông. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ông có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha, Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử, cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha, Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các Nigantha. Vì pháp lực của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Rồi Sa Di Chung Đá, sau khi an cư mùa mưa ở Bắc, đến mắt Tôn Ananda đã ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sa Di Chung Đá bạch Tôn giả Ananda. Bạch Tôn giả Nigantha, Nataputta đã từ trần ở Bawa sau khi vị này tạ thế. Các Nigantha chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Sa Di Chung Đá: Này hiền giả Chung Đá, đây là vấn đề đáng đưa ra để yến kiến Thế Tôn. Này hiền giả Chung Đá, chúng ta hãy đi yến kiến Thế Tôn. Sau khi đi đến, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Thưa vâng Tôn giả. Sa Di Chung Đá vâng lời Tôn giả Ananda, rồi Tôn giả Ananda đi với Sa Di Chung Đá đi đến yến kiến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sa Di Chung Đá có nói: Nigantha, Nataputta đã từ trần ở Bawa, sau khi bị vị này từ trần, các vị Nigantha đã chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: sau khi Thế Tôn nhập diệt, chớ có để cho tranh luận khởi lên chúng. Tranh luận ấy đưa đến sự bất an cho đa số, bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài trời, loài người. 1.1014. Hãy luôn ghi nhớ cái gì là trọng điểm. Đức Phật khi nghe về sự phân hóa của các Nigantha đã nhắc nhở chư tăng. Đệ tử Phật cần ghi nhớ thế nào là tinh hoa của giáo pháp mà tất cả nên đồng thuận học hỏi và tu tập. Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Những pháp ta dạy cho các ông với thượng trí như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, thánh đạo tám ngành. Ông có thấy chăng, này Ananda, có hai tỳ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con với thượng trí như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, thánh đạo tám ngành, con không thấy cho đến hai
Tỳ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, và những người nào sống y cứ sùng kính Thế Tôn, những người ấy sau khi Thế Tôn nhập diệt có thể khởi lên những tranh luận giữa chúng tăng, giữa tăng chúng, hoặc về tăng thượng hoạt mạng, hoặc về tăng thượng giới bổn. Bát Tí Mộc Kha, tranh luận ấy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời, loài người. Là nhỏ nhặt này Ananda, là sự tranh luận ấy, tức là tranh luận về tăng thượng hoạt mạng hay tăng thượng giới bổn. Này Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa tăng chúng về con đường mát gác hay về đường hướng tu hành Patipada, sự tranh luận ấy mới đưa đến bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài trời loài người. 1015. Tất cả tranh chấp đều bắt nguồn từ phiền não. Cần luôn tự nhắc là tất cả tranh chấp bất hòa đều do nguyên nhân phiền não. Không có gì đáng để hãnh diện tự hào với những sự kiện như vậy. Này Ananda, có sáu căn bản tranh chấp này, thế nào là sáu? Ở đây, tỳ kheo phẫn nộ, sân hận. Này Ananda, vị tỳ kheo nào phẫn nộ, sân hận, vị ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, và sống không viên mãn sự học tập. Này Ananda, tỳ kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, và sống không viên mãn sự học tập, vì ấy khởi lên tranh luận giữa tăng chúng. Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài trời loài người? Này Ananda, nếu ông thấy căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa các người khác ở đây, này Ananda, ông phải tinh tấn đoạn trừ các căn bản tranh luận ấy. Này Ananda, nếu ông không thấy căn bản tranh luận như vậy giữa các ông hay giữa các người khác ở đây, này Ananda, ông phải theo một đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận ấy. Dạ Nam Mô Bố Thầy, dạ không nghe được âm thanh con, hình như con bị rớt mạng. Dạ, 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 dạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ. Hình như bị rớt. Xin đạo tràng cho con. Dạ, Nam Mô Bố Tha, giá con xin sám hối. Cho con bị rước mạng. Dạ, xin đạo tràng. Dạ, dạ. Con bị rước mạng.
con xin đọc tiếp tục, bây giờ mạng con nó rớt luôn. Lại nữa này Ananda, vị tỳ kheo hiềm hận hại não, tật đố, sang tham, gian manh xảo trá, ác dục tà kiến, chấp thủ, thế trí, cố chấp, khó thuyết phục, này Ananda, tỳ kheo nào chấp thủ thế trí, cố chấp khó thuyết phục, vị ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tánh và sống không viên mãn sự học tập này Ananda. Vì tỳ kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư. Sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng và sống không viên mãn sự học tập, vị ấy khởi lên sự tranh luận giữa tăng chúng. Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời, loài người. Này Ananda, nếu ông thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người ấy này, ở đây này Ananda, ông phải tinh tấn đoạn trừ các căn bản tranh luận ấy, này Ananda. Nếu ông không thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người ấy, ở đây này Ananda, ông phải theo một đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về các căn bản tranh luận ấy, có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận ấy. Như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về các căn bản tranh luận như vậy. Những pháp này, này Ananda, là sáu căn bản tranh chấp. Một nghìn không trăm mười sáu, bốn thứ bất hòa. Không phải sự tranh luận nào cũng giống nhau, cần phân biệt rõ, này Ananda. Có bốn tránh sự này, thế nào là bốn? Tránh sự khởi lên do tranh luận, tránh sự khởi lên do chỉ trích, tránh sự khởi lên do phạm giới, tội, tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Kichathikara năng, hành tránh sự, những pháp này Ananda là bốn tránh sự. 1017. Bảy cách diệt trừ sự chia rẽ. Bảy cách diệt trừ sự chia rẽ là bảy nguyên tắc để tránh sự chia rẽ trong tăng chúng. Bảy pháp này của là bảy học giới trong giới bốn của một tỳ kheo. Nhưng này Ananda, có bảy việc tránh pháp này để giải quyết diệt trừ các chánh pháp thỉnh thoảng khởi lên, phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho. Sammunika Vinayo Bhattabho ân giữ hiện tiền tỳ ni, phát quyết ức niệm cần được cho. Sativi Nayada Tapo ân giữ ức niệm tỳ ni, phán quyết ức niệm cần được ban cho. Sativi Nayada Tapo ân giữ ức niệm tỳ ni, phán quyết bất si cần được ban cho. Amuha Vinayo Dattapo ưng giữ bất si tỳ ni, quyết định tùy theo thú nhận. Patinaya Kare Tap bằng quyết định đa số. Về thu gia Sika đa nhân mất tội, quyết định tùy theo giới tội của người phạm. Tassa Pabhijasika trải cỏ che lấp. Tinawatha Karo như thảo phú địa. Này Ananda, thế nào là phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho? Ở đây này Ananda, các tỳ kheo tranh chấp nhau, đây là pháp hay đây là phi pháp?
hai đây là luật, hai đây là phi luật. Này Ananda, tất cả các tỳ kheo ấy phải tập hợp, hòa hợp với nhau sau khi tập hợp pháp quy chế. Thammaneti phải được thảo luận phân tích sau khi pháp quy chế được thảo luận phân tích. Ở đây, làm thế nào để đồng nhất đạt được như vậy? Chánh sự phải được giải quyết như vậy này Ananda, là phán quyết với sự hiện diện. Và như vậy ở đây, sự giải quyết một số tránh sự tức là dùng phán quyết với sự hiện diện. Và này Ananda, thế nào là quyết định đa số? Về Buddhasika này Ananda, nếu các tỳ kheo kia không có thể giải quyết tránh ấy tại trú xứ ấy, thời này Ananda, các vị tỳ kheo kia cần phải đi đến chỗ trú xứ có nhiều tỳ kheo hơn. Tại đấy, tất cả các tỳ kheo phải hòa đồng, tập hợp lại sau khi tập hợp pháp quy chế. Thammaneti phải được thảo luận, phân tích sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích. Ở đây làm thế nào? Để đồng nhất đạt được như vậy, tránh sự phải được giải quyết như vậy này Ananda, là sự giải quyết một số tránh sự tức và dùng sự quyết định của đa số. Và này Ananda, thế nào là phán quyết tức niệm? Ở đây này Ananda, các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Balaji hoặc gần Balaji nói rằng: Tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Hoặc Balaji, hoặc này Balaji, vị ấy trả lời như sau: Chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy. Hoặc Balaji, hoặc này Balaji, như vậy này Ananda, có phải phán quyết ức niệm cần phải cho tỳ kheo ấy? Như vậy này Ananda, là phán quyết ức niệm như vậy ở đây có sự giải quyết một số tránh sự tức là nhờ phán quyết ức niệm. Và này Ananda, thế nào là phán quyết bất si? Ở đây này Ananda, các tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo về một trọng tội như thế này. Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji nói rằng: Tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji, vị ấy trả lời như sau: Chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy. Hoặc Balaji, hoặc Balaji, tỳ kheo ấy bị các vị tỳ kheo kia dồn ép phải thú nhận. Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này. Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji, tỳ kheo ấy trả lời như sau: Này chư hiền, tôi đã bị cuồng si, tâm trí tôi điên đảo. Cho tôi cuồng si như vậy, nhiều việc được tôi làm, tôi nói không xứng sa môn hạnh. Vì bị cuồng si, tôi không nhớ đã làm như vậy. Này Ananda, phán quyết bất si cần phải cho tỳ kheo ấy. Như vậy này Ananda, là phán quyết bất si. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tranh pháp, tức là nhờ phán quyết bất si. Và này Ananda, thế nào là quyết tùy theo thú nhận? Ở đây này Ananda, bị buộc tội hay không bị buộc tội, tỳ kheo nhớ một giới tội, tỏ lộ trình bày, tỳ kheo ấy phải đến một tỳ kheo lớn tuổi hơn, đắp y phía một bên vai, đảnh lễ chân vị ấy, ngồi gối hai chân, chắp tay và nói như sau: Bạch tôn giả, tôi có phạm giới tội tên như thế này, nay xin sám hối. Tỳ kheo kia nói như sau: Ông có thấy chăng? Tôi có thấy. Ông có gìn giữ trong tương lai không? Tôi sẽ gìn giữ. Như vậy này Ananda, là quyết định tùy theo thú nhận. Như vậy ở đây sự giải quyết một số tránh sự tức là nhờ quyết định tùy theo thú nhận. Và này Ananda, thế nào là quyết định tùy theo giới tội người phạm? Ở đây này Ananda, các vị tỳ kheo buộc tội một tỳ kheo về một trọng tội như vậy này, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji nói rằng: Tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm tội như sao? Phạm trọng tội như thế này không?
hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Vị ấy trả lời như sau: chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy. Hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo dồn ép phải tỏ lộ ra. Tôn giả hãy viết cho rõ ràng nếu tôn giả có ý, có nhớ có phạm tội trong khi này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Tỳ kheo ấy trả lời như sau: chư hiền, tôi không có trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Chư hiền, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thế này. Tỳ kheo ấy bị các tỳ kheo kia dồn ép phải tỏ lộ. Tôn giả hãy biết cho rõ ràng nếu tôn giả nhớ phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Vị ấy trả lời như sau: chư hiền, dầu không ai hỏi tội, tôi sẽ thú nhận có phạm khinh tội như thế này. Làm sao tôi có thể, khi có người hỏi tôi, lại không thú nhận có phạm tội như thế này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Vị kia nói sao: này hiền giả, dầu ông có phạm khinh tội nếu, này nếu, nếu không hỏi, ông sẽ không thú nhận. Làm sao khi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Tôn giả hãy biết rõ ràng nếu tôn giả nhớ có phạm trọng tội như thế này không, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Vị ấy trả lời: chư hiền, tôi nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di hoặc gần Ba La Di. Điều tôi đã nói như vậy là nói chơi, điều tôi nói như vậy là để cười ra quá. Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba La Di gần Ba La Di. Như vậy này Ananda, là quyết định tùy theo giới tội người phạm. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh tội, tức là nhờ quyết định tùy theo giới tội người phạm. Và này Ananda, thế nào là trải cỏ che lấp? Ở đây, này Ananda, một số tỳ kheo sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau. Có nhiều việc đã làm, đã nói không xứng sa môn hạnh. Tất cả các tỳ kheo ấy phải tập hợp, hòa đồng với nhau. Sau khi tập hợp, một tỳ kheo thông minh, có kinh nghiệm hơn của một phe nhóm tỳ kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y về phía một bên vai, chắp tay. Bạch tăng chúng nói rằng: chư tôn giả, tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiều việc đã làm, đã nói không xứng sa môn hạnh, nếu tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ bộ lộ tất bất cứ giới tội nào của các tôn giả này và bất cứ giới tội nào của tôi, vì lợi ích cho chư tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân. Tôi xin tỏ lộ giữa tăng chúng như lấy cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ tội liên hệ đến cư sĩ. Rồi một vị tỳ kheo thông minh kinh nghiệm của nhóm tỳ kheo khác, từ chỗ ngồi được đầy đắp y về phía một bên vai, chắp tay bạch tăng chúng, nói rằng: chư tôn giả, tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiều việc đã làm, đã nói không xứng sa môn hạnh, nếu tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ bất cứ giới tội nào của các tôn giả này và bất cứ giới tội nào của tôi, vì lợi ích cho chư tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân. Tôi xin tỏ lộ giữa tăng chúng như lấy cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ tội liên hệ đến cư sĩ. Như vậy này Ananda, là trải cỏ che lấp. Và như vậy, vậy là đây là sự giải quyết một số tránh pháp, tức là nhờ trải cỏ che lấp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đã đọc xong bài học. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Quan Hỷ giảng dạy bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính cung thỉnh Đại Đức.
Dạ, xa thú lần thầy. Cũng may mắn là giờ cuối đường nét của chúng tôi nó ổn định. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tự Chi cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, phải nói rằng chúng tôi rất là xa thú. Các vị Phật tử MC đã đọc phần chánh văn, đọc rất là rõ. Thật sự ra thì chúng tôi coi cái bài học thì coi được mấy lần, nó cũng rất là nhức mắt, nó rất là nhức đầu quý vị. Tại mình vừa coi vừa phải suy nghĩ, thành ra nó cũng hơi nhức đầu. Mà các vị MC đã cố gắng để mà đọc xong cái phần chánh văn thì cũng rất là hay nha. Kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này đó là kinh Samagama. Thì ở trong cái bản dịch Việt đó thì có dịch cái nghĩa ra, nhưng mà đối với các vị nhà giảng sư thì các ngài nói rằng nên để nguyên cái chữ Samagama. Và ở trong đây đó cũng có một cái sự nhầm lẫn mà được sửa lại từ đầu. Có nghĩa là ở trong cái bài kinh này nói ngài Chunda là Saji Chunda, nhưng mà không, thật ra thì ngài Chunda ngài là một cái vị tỳ kheo mà ở trong bản kinh này nói là của tôn giả Sariputta. Trước khi vào thì chúng tôi xin dựa phần soạn bài của thượng tọa Giác Đẳng để đính chính lại cái điều này. Vậy thì cái duyên sự của cái bài này là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc bấy giờ đó, đối với tôn giả Chunda, khi mà nghe nói Nataputta là cái vị giáo chủ của đạo Nigantha chết, có nghĩa là qua đời đó, thì hai bên này ở trong, cũng trong cái đạo Nigantha đó luôn, đã chia ra làm nhiều cái phe phái. Rồi sau khi chia ra làm nhiều cái phe phái đó, rồi các vị có cái sự mà cãi vã với nhau. Có nghĩa là đến cái thời điểm đó, không phải là tranh luận nữa rồi, nhưng mà các vị đã trở thành là cãi cọ với nhau. Mà ở trong bài kinh này nói rằng là tranh luận muốn tàn hại lẫn nhau bằng binh khí miệng lưỡi đó. Thì khi mà tôn giả Chunda nghe cái điều đó, mới đi đến bạch với tôn giả Ananda là cái vị trưởng lão của tôn giả Chunda. Thì khi mà nói cho ngài Ananda nghe đó, thì lúc bấy giờ ngài Ananda nói là cái điều này là phải đi đến nói với Đức Phật, đi đến nói với Đức Phật. Thành ra đó, tôn giả Chunda đã nghe lời ngài Ananda chỉ dạy và đi đến bạch với Đức Thế Tôn. Thì tôn giả Chunda đã bạch với Đức Thế Tôn cái sự kiện đó đã xảy ra như vậy đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói với ngài Ananda, ngài Ananda nghĩ như thế nào, Ananda nghĩ như thế nào những cái pháp mà Đức Phật đã dạy, đã dạy cho các vị tỷ kheo, những cái pháp mà thượng trí, như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, có nghĩa là thất giác chi đó, bát thánh đạo đó. Thì nếu mà những cái pháp này mà mình y cứ vào, mình y cứ vào thì coi như là có cái sự mà cãi cọ hay không, có cái sự tranh luận giữa tăng chúng hay không. Thì lúc bấy giờ đó, ngài Ananda mới bạch Đức Thế Tôn, cái điều đó, là không có xảy ra. Cái nhỏ nhặt đó, Đức Phật nói cái nhỏ nhặt là
cái sự tranh luận, mà tranh luận với cái sự mà tăng thượng, tăng thượng với bổn, hoặc là tranh luận mà khởi lên tăng giữa tăng chúng là những cái con đường hay và hay là về những cái đường hướng tu hành, thì cái sự tranh luận đó đó là mới đưa đến cái sự bất an cho đa số chúng sanh chư thiên và loài người. Vậy thì đó là quý vị thấy rằng cái tranh luận đó thì nó bắt đầu từ những cái gì vậy? Nó bắt đầu những vậy thì ở trong cái phần chánh văn đó thì vị đã nghe rồi. Ở đây chúng tôi tóm tắt lại cái sự tranh luận mà nó khởi lên là do ở trong cái bài kinh này là do sáu cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á là hiềm hận não hại. Cái nguyên nhân thứ hai á là khinh miệt và lấn lướt. Cái nguyên nhân thứ ba là ganh ghét sang tham. Cái nguyên nhân thứ tư á là gian manh xảo trá. Cái nguyên nhân thứ năm á là ác dục và tà kiến. Cái nguyên nhân thứ sáu á là cố chấp không chịu xả bỏ. Đó thì sáu cái nguyên nhân này là cái sáu cái nguyên nhân mà để cho các vị có cái sự mà phiền não rồi dẫn đến cái sự tranh chấp về pháp hoặc là tranh chấp. Thì quý vị thấy rằng thường thường đối với khi mà chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta sống với nhau bằng một cái theo cái y chỉ của Đức Phật, có nghĩa là mình theo cái lời dạy của bậc đạo sư, thì coi như là chúng ta tu tập như vậy đó, chúng ta mới ngăn ngừa được những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta không có chịu y cứ vào cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta không y cứ vào cái lời dạy Đức Phật, chúng ta không y cứ vào pháp và lực, thì coi như là cái phiền não nó sanh lên. Mà hãy mà cái phiền não á, nó sanh lên á, là chúng ta thấy rằng thí dụ như là cái hiềm hận não hại đi, nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ không còn cung kính, không còn tôn trọng bậc đạo sư, không có tôn trọng pháp, không có chịu cung kính tăng chúng vân vân. Hoặc là mình sống mình không có tu tập để mà viên mãn được những cái điều mà mình cần phải học tập. Cái điều này là do đâu? Là do cái sự mà hiềm hận và não hại. Đối với quý vị biết rằng đối với cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta có cái sự tu tập, có cái sự tu tập thì chúng ta ngăn ngừa được, chúng ta đè nén được những cái phiền não này. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần mà lơ là tí xíu thôi, lơ là tí xíu thôi, rồi là chúng ta sẽ khởi lên cái phiền não, cái hiềm hận, cái não hại. Mà quý vị biết rằng những cái phiền não này nó rất là tàn khốc, nó rất tàn khốc. Quý vị thấy rằng có những vị Sunakata hoặc là cái vị sa di mà ngài Sariputta đánh lên người cái vị sa di đó, thì nó rất là nhiều quý vị, nó rất là nhiều cái trường hợp để cho cái người đó có cái sự hiềm hận và có cái sự hại đó. Thì hãy mà có những cái điều này rồi là chúng ta rất là khó để mà tu tập, rất là khó để mà chúng ta tạo được những cái công đức phước báo, mà ngược lại đó chúng ta còn tạo những cái tội lỗi, hoặc là có cái sự khinh miệt lấn lướt. Khinh miệt lấn lướt, quý vị nhớ cái vị sư mà coi như là quý vị có nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo, sư đang giảng bài, sao cứ điện như gì vậy? Sư đang giảng bài mà.
Dạ, xin lỗi quý vị. Quý vị, dạ, cảm ơn quý vị. Cái đường mạng nó cứ có những cái người mà nó ở trong cái băng đích, cái băng đích của chúng tôi ấy, nó cứ rớt lên rớt xuống, rớt lên rớt xuống, thành ra nó cứ nghe cục cục rất là khó chịu. Mà bài học thì nó hơi rối việc, thành ra chúng tôi phải tìm cách chúng tôi tắt cái âm thanh đó, tắt cái âm thanh đó rồi. Xa thú quý vị, mong quý vị quan. Quý vị nhớ rằng đối với cái phiền não cũng như có những vị ví dụ như là ở dòng sắc giá vô xuất gia, rồi khi mà vô xuất gia rồi đó là do cái vị đó còn nghĩ lại, còn ý lại mình là cái dòng đó, mình là cái dòng tộc như vậy. Thành ra cứ mỗi ngày cứ ngồi ở chính giữa của đại chúng, ngồi chính giữa của đại chúng, rồi coi như là mọi người người ta đi ngang, đi tới đi lui, cứ tưởng cái vị đó là một cái vị. Nhưng mà khi mà hỏi ra thì cái vị đó không biết gì hết, khi mà hỏi ra cái vị đó không biết gì hết. Thành ra ở trong cái trường hợp đó thấy rằng có cái sự do đâu cũng do cái phiền não lánh nước, hoặc là trong những cái trường hợp khác quý vị thấy rằng có những vị coi như là phải mà người ta nghe pháp thì mình hành thiền, hoặc là người ta hành thiền thì mình lại là nghe pháp đó. Thành ra những cái phiền não đó nó khởi lên, rồi khi mà mình bị những cái vị trưởng lão có cái sự mà quở phạt mình thì lúc bấy giờ sân hận là mình khởi lên đó. Thì như vậy là nó cái nguyên nhân nó cũng khởi lên là cái sự tranh chấp. Hoặc là có những người người ta có cái phiền não ganh ghét, vừa sang tham mà vừa ganh ghét nữa, có nghĩa là thấy ai đó được cái sự mà hoặc là được cái sự cúng dường mình có cái sự ganh ghét, hoặc là may đó được cái sự tán dương mình cũng ganh ghét. Thì những cái điều này là chúng tôi nói ra để chi vị, để cho mình biết rằng là do mà mình có những cái phiền não này mình khởi lên, thì lúc bấy giờ mình không còn tôn trọng bậc tôn sư, hoặc là mình không còn tôn trọng cái bậc cái giáo pháp của ngài, hoặc là mình không tôn trọng cái tăng chúng nữa. Rồi từ đó chúng ta sẽ tạo những cái ác pháp. Thật ra thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có niềm tin, chúng ta tu tập mà chúng ta có niềm tin, thì khi mà chúng ta có niềm tin vào ân đức của Tam Bảo rồi, hoặc là chúng ta có niềm tin vào học giới rồi, thì lúc đó chúng ta tu tập chúng ta mới đè nén được những cái phiền não đó. Mà chúng ta không khéo, chúng ta không có đè nén được cái phiền não đó, là coi như là chúng ta sẽ dễ dàng tạo những cái bất thiện nghiệp. Mà ở trong cái bài kinh này nói là có 6 cái nguyên nhân. Đối với cái sự gian manh xảo trá cũng vậy, cũng là một cái phiền não. Gian manh xảo trá cũng là một cái phiền não. Thì khi mà vậy thì cái cuộc đời của chúng ta hoặc là cái cuộc tu tập này của chúng ta là để chi vị? Để chúng ta đoạn diệt những cái phiền não này. Chúng ta đoạn diệt được những cái phiền não này thì nó mới không có ảnh hưởng. Nếu mà mình bị cái phiền não mà đối với bản thân mình không thì nó cũng chưa có tàn hại gì mấy. Nhưng mà những cái phiền não này rồi mà chúng ta lấn sâu vào cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là lấn sâu vào pháp và lực này, thì nó sẽ đem lại một cái kết quả rất là thê thảm. Cũng như chúng ta nhớ rằng đối với trường hợp mà cá bí lá, cái con cá vàng, cái con cá mà nó có cái mình nó vàng ống, đẹp như vàng rồng đó, thì quý vị thấy rằng cái vị đó là do đâu quý vị? Là do cái sự cũng ngạo mạn, cái sự ngạo mạn mà khi mà các vị nói lực
thì cái vị đó nói không phải luật, nói pháp thì cái vị đó nói không phải pháp. Có nghĩa là cái vị đó thay trắng đổi đen, thay đen đổi trắng, rồi nó cộng với cái gì nữa, vì nó cộng với quyến thuộc của cái vị đó nữa, mẹ và các em đã cũng như là có cái sự mặc a nhu theo. Thành ra đó, ở trong hết cái kiếp sống đó, cả gia đình phải sanh làm cái loài thủy tộc, mà ở một cái cung điện ở dưới nước. Đó là do những cái phiền não này. Thì chúng tôi nói ra những cái phiền não này để chi? Để cho chúng ta biết là cái phiền não mà nó bộc phát nơi tâm của mình, do mình ganh tị với một ai đó, thì nó còn nhẹ, nhưng mà chúng ta mà làm ảnh hưởng đến Phật Pháp Tăng, hoặc là chúng ta làm ảnh hưởng đến những cái điều học thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả rất là thê thảm, có nghĩa là cái kết quả nó rất là nặng khi mà mình đụng đến những cái điều này đó. Rồi cái phiền não thứ năm nữa đó là ác dục và tà kiến. Ác dục và tà kiến thì cái phiền não ác dục và tà kiến này đó, nó cũng là cái nhân để mà cho những cái vị đó tranh cãi với nhau. Nếu mà mình tranh cãi không được thì mình sẽ coi như là mình sẽ giống như là mình có cái sự tranh cãi với nhau đó. Rồi nếu mà mình tranh cãi không được thì mình sẽ tìm mưu này kế nọ, mưu này kế nọ. Cũng như chúng tôi nhớ, chúng tôi có nghe nói về một cái vị, một trong tứ đại thiên vương Cú Vê Rá, cái vị Cú Vê Rá đó. Thì quý vị biết, nói về cái cuộc tu của cái vị Cú Vê Rá, cái vị thiên vương Cú Vê Rá, thì quý vị biết rằng cái vị thiên vương đó là coi như là cái đời sống tu tập ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái vị đó là một cái vị mà đạo cao đức trọng, đạo cao đức trọng. Thì khi mà cái vị đó có hai cái người đệ tử, thì hai cái người đệ tử đó có cái sự tranh cãi với nhau về pháp và lực. Rồi cái vị mà nói sai pháp là với cái vị mà nói đúng pháp, hai vị đó nói rằng là ngày mai mình sẽ vào mình gặp trưởng lão, gặp cái vị trưởng lão để mà mình hỏi cho rõ cái nào mà đúng pháp, cái nào mà đúng lực, cái nào mà sai pháp, cái nào mà sai lực. Thì quý vị biết cái vị tỳ khu mà tranh cãi đó biết mình sai rồi, biết mình sai rồi, nhưng mà cái vị đó đã lén lén cùng với những cái người cư sĩ giàu có hộ độ cho mình, lén lén vô gặp ngài Cú Vê Rá. Có nghĩa là gặp cái vị mà tiền thân của ngài Cú Vê Rá đó. Đó thì gặp mới trình bày với ngài hồi nãy con có tranh luận với cái vị đó vậy đó, nhưng mà ngày mai ngài cũng vì thương con, mà ngài coi như là ngài châm chế cho con một chút, đồ này kia. Thì quý vị biết rằng cái vị mà nói sai pháp và lực đi với các cái vị thí chủ vào đã tỏ cái lời nói như vậy, thì khi mà tỏ cái lời nói như vậy đó, thì cái vị này mới nói là thôi được rồi, để ngày mai ta sẽ giải quyết cho. Thì khi đó quý vị biết rằng nhận những cái tứ sự đó rồi, thành ra ngày mai đó, ngày mai cái hai vị đó đã đi đến giống như là khởi kiện vậy đó, mới bạch với cái vị trưởng lão. Cái vị trưởng lão đã nhận đồ, nhận cái tứ sự, tứ vật dụng của cái thí chủ, mà của cái vị tỳ khu mà nói sai pháp sai lực rồi đó, đã nhận đồ rồi. Thành ra cái vị này cũng nói thôi cái trường hợp đó, trong cái trường hợp đó nó cũng có khi nó đúng như vậy đồ này kia. Có nghĩa là giống như là binh đó quý vị, giống như là binh, binh vực, cũng như là binh vực vì cái thiên vị mà binh vực cái vị mà nói sai pháp lực.
Thành ra đó, cái lúc đó, đó, cái vị mà nói đúng pháp và lực đó, các cái vị đó mới, cái vị nói đúng pháp và lực đó, mới mới đảnh lễ và mới nói lên cái sự uất ức của mình. Con không ngờ những vị, con không ngờ ngài là một cái vị trưởng lão mà ngài lại có như vậy, ngài lại có cái tâm như vậy. Con rất là buồn, con rất là mất niềm tin với cái vị, một cái người trưởng lão như vậy. Sau khi cái vị đó nói như vậy rồi đó, cái vị bỏ, cái vị tỳ khưu đó đã bỏ đi miền miệt, bỏ đi biệt tích luôn, bỏ đi biệt tích luôn. Thì cái vị trưởng lão này đó, ở trong cái sự tu tập cũng tu tập bình thường, nhưng mà đến cái lúc mà sắp sửa mạng chung, sắp chữa mạng chung, thì cái vị trưởng lão này mới nhớ lại cái sự thiên vị, cái sự binh vực một cái người đệ Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại với đạo tràng. Dạ, sư đã rớt mất rồi ạ. Nam Mô Bố Tha Giá. Kính đạo tràng chờ đợi trong giây lát. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Thưa quý vị, chứ tôi không biết rằng bao lâu nữa thì trở lại. Quý vị quan nghị chờ đợi trong lúc đại đức tính chờ đại đức Pháp Tính trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời. Đó là dạ thấy đại đức Pháp Tính trở lại rồi, xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Bây giờ là dùng bũ bối cuối cùng nha. Dạ, dùng bũ bối cuối cùng là nếu mà cái bũ bối này mà chịu không nổi nữa là thôi đó. Dạ, đó thì chúng tôi đang nói về cái điều mà có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với cái những cái phiền não này mà nó khởi lên mà cho riêng bản thân của mình, rồi mình làm một cái tội lỗi gì đó với ai đó thì nó còn nhẹ, nhưng mà nó đụng tới tam bảo mà là nó rất là nguy hiểm. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi mình dùng mưu kia kế nọ nữa, cũng như cái câu chuyện chúng tôi đang kể cho quý vị nghe, thì cái vị trưởng lão đó, cái lúc mà sắp sửa chết, sắp sửa ra đi thì cái vị trưởng lão đó mới hối hận. Lúc đó mình có hai người đệ tử, mà mình vì một cái người đệ tử đó, đó ôm ba cái chuyện mà kẹo đường sữa bột kẹo đồ này kia đó, vì cái chuyện đó, đó mà mình có cái sự thiên vị, thành ra đó mình binh cái vị mà sai lực và sai pháp. Thành ra khi mà cái vị trưởng lão đó, đó nhớ đến cái điều đó, cái tâm hối hận nó sanh lên, cái tâm hối hận nó sanh lên. Thành ra đó, quý vị biết rằng đó, là cái vị nó mới sanh làm cái vị thiên vương, cái vị một trong tứ đại thiên vương, là ngài Cú Vệ Rá đó. Đó là do cái chuyện đó, đó mà nó sanh lên. Chứ lúc đó cái vị trưởng lão này quán xét á, nếu mà mình không vướng vào cái nghiệp này á, cái đạo hạnh của mình á là coi như là nó sẽ đi vuốt trời, không biết là mình sanh lên cái cõi nào, có nghĩa là mình rất là thù thắng, do cái năng lực tu tập của mình đó. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra để chi quý vị, có nhiều khi những cái phiền não này nó khởi lên
mà chúng ta không có vướng vào mà đụng chạm đến Tam Bảo, thì chúng ta cũng đụng chạm đến những người có giới đức, những vị có giới đức. Mà hãy mà chúng ta đụng chạm đến cái này thì coi như là cái cuộc đời của chúng ta nó rất là khó có cái cơ hội để mà được làm người. Thành ra đó, khi mà chúng ta đọc ở trong cái chánh văn, hoặc là chúng ta đọc ở trong cái lời văn nó như vậy, nhưng mà để đức Phật tính qua thì không biết rồi không rung nghe được cái thỉnh để được Phật tính. Dạ, quý vị còn nghe không? Quý vị còn nghe này. Dạ, dạ, con cảm ơn thượng tọa giác đẳng. Đó, thành ra đó, chúng tôi nói cái điều này có nghĩa là mình bị những cái ác dục tà kiến, hoặc là bị những cái phiền não cố chấp này đó, nếu mà mình đụng nhầm cái người có giới đức thì coi như là tiêu, coi như là tiêu, khó có cái cơ hội để mà chúng ta sanh lại làm người đó. Thành ra đó, mà quý vị biết rằng đối với phiền não đó là coi như là hễ mà tranh luận rồi nó dẫn đến những cái dây nhợ đồ này kia, cũng như là trong cái trường hợp mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe, là mình đi cố gắng mình tìm cái cách này, tìm cái cách kia để mà dành cái phần đúng cho mình. Đó, thì mình có dành được cái phần đúng đó rồi thì cuối cùng sao vậy? Cuối cùng cũng tiêu thôi. Cuối cùng cũng tiêu thôi. Do vậy đó, mà chúng ta học những cái bài kinh này đó thì chúng ta biết rằng là đối với cái cuộc sống này nó mong manh, những cái lời qua tiếng hoặc là những cái địa vị hoặc là những cái danh tiếng đó nó cũng là hư ảo, nó là hư ảo, gió thoảng mây bay thôi. Thành ra chúng ta hiểu được những cái điều này đó, thì chúng ta mới mới biết cái sự mà dừng lại đó. Khi mà chúng ta biết được cái sự mà dừng lại nó rồi đó thì cái sự mà tranh luận chỉ trích phạm giới rồi trách nhiệm được của mình mình sẽ từ từ mình sẽ ngưng lại hết, mình ngưng lại, mình không tranh luận, mình không chỉ trích, mình không để cho mình phạm giới, hoặc là mình không có những cái trách nhiệm về những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự phạm tội đó. Thì kế tiếp nữa đó thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài mới dạy thêm bảy cái pháp để mà diệt căn. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đây là một cái cách dạy chặt chẽ. Quý vị thấy rằng có nhiều môn phái, có nhiều cái tông phái xưng tán những cái điều lớn, nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà giải quyết vấn đề là coi như là không có cái cách giải quyết, không có cái cách giải quyết. Nhưng mà ở trong Phật pháp, quý vị thấy rằng ở trong lời dạy của Đức Phật đó, nếu mà nói về học pháp, những cái bài pháp đều có để học. Còn nói về luật của Đức Phật đã ban hành ra rất là chặt chẽ. Rồi cái luật mà để mà giải quyết những cái sự tranh chấp thì quý vị thấy rằng cũng chặt chẽ và hợp với trí tuệ đàng hoàng, chứ không phải là có một cái sự lỏng lẻo, không phải là có một cái sự lỏng lẻo đâu quý vị. Vậy thì ở cái điều mà khi mà Chư Tăng mà có cái sự tranh cãi đó, thì quý vị thấy rằng là thứ nhất là phải sao quý vị, là có nghĩa là phải thỉnh Chư Tăng
phải thỉnh chư tăng, tất cả những vị có mặt ở đó, để phán quyết một cái việc tranh cãi đó theo cái đúng pháp, chứ không phải là mình làm ở trong cái sự mà kín đáo, hoặc là mình không phải mình làm ở trong cái sự hờ hợt đó. Thành ra chính cái chỗ này quý vị thấy rằng là coi như là ở trong Phật giáo nguyên thủy, quý vị thấy rằng những cái điều học, những cái cách giải quyết tăng sự, những cái công việc đều có logic và có cái sự chặt chẽ, có khoa học đàng hoàng, có khoa học đàng hoàng đó. Thì có bao nhiêu người, có bao nhiêu vị phải thỉnh mật để mà tập trung lại, để mà giải quyết đúng theo cái đúng theo pháp và lực của Đức Phật, của Bậc Đạo Sư đó. Rồi quý vị thấy cái điều thứ hai, thí dụ như giải quyết chưa được, giải quyết tại cái chỗ đó chưa được thì phải sao? Phải coi cái trú xứ nào có các vị tỳ kheo nhiều, có các vị tỳ kheo nhiều ở trong đó, rồi có các bậc trưởng lão ở trong đó, rồi mình đi đến đó để mà thỉnh cầu, thỉnh cầu chư tăng hội họp lại để mà giải quyết cái vấn đề đó đúng theo pháp và lực đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình làm như vậy nhé, thì mới có cái sự hòa hợp, mà mới có cái sự mà đúng với lực và pháp. Và làm như vậy đó thì quý vị thấy rằng cái đời sống phạm hạnh mới được duy trì, mới được duy trì. Chứ giờ mình nghĩ rằng chùa nào thì chùa đó giải quyết, thì cái điều đó quý vị thấy rằng nó không có thích hợp, nó không có thích hợp. Phải có một cái cộng đồng của chư tăng để mà có ở trong đó, có những vị rành về pháp, có những vị rành về luật, thì những cái vị đó sẽ đứng ra để mà giải quyết một cách cho nó ổn thỏa. Cho cái giải quyết này thật ra đó thì không phải là để mà thắng thua gì hết, nhưng mà để lấy lại cái sự hòa đồng, một cái sự hòa hợp ở trong tăng chúng đó. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, là đi đến cái trường hợp thứ ba mà nói về cái ức niệm. Cái ức niệm có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình làm cho có khi cái vị đó là do người ta có phạm cái gì đó, nhưng mà người ta không có nhớ được, người ta không có nhớ được do cái nguyên nhân gì đó mà cái vị đó không nhớ được. Thành ra lúc đó đó mình phải, các vị mà có cái kinh nghiệm, phải làm cho cái vị đó tự nhớ lại, tự nhớ lại coi mình có phạm cái tội đó hay không, mình có phạm cái tội đó hay không. Thì nếu mà mình tự nhớ lại mình có phạm, thì mình có cái sự mà phát lộ, có nghĩa là mình trình bày ra để chư tăng có cái cách giải quyết. Mà quý vị biết rằng mới đầu mình nghe nói là cái sự giải quyết mình tưởng như là kỷ lực hay là đài đỏ gì đó, cái điều đó nó không phải. Cái chư tăng giải quyết để chi, để chi quý vị? Để làm cho cái người đó, người ta ngăn ngừa ở ngay trong hiện tại, không có bị phạm tội nữa, không có bị phạm tội nữa, mà để ngăn ngừa việc ở trong tương lai cũng không phạm tội nữa. Đó thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cái cách mà chư tăng giải quyết là đem đến cái kết quả như vậy, chứ không phải là giải quyết để mà kỷ luật cắt chức hoặc là trừ lương hay là cái gì theo ở trong trong sự hiểu của những người ở trong thời nay. Có nghĩa là ở trong thời nay quý vị thấy rằng người ta nói rằng là nếu mà mình phạm tội là phải kỷ luật, phải gông cùng, hoặc là phải có những cái trận đòn đồ này kia. Thật sự ra thì đối với cái đời sống tu tập cái điều đó không có, cái điều đó không có quý vị. Nếu mà quý vị thấy rằng cái vị nào mà bị phạt về phạm đàn, có nghĩa là cái vị đó khi mà phạm cái điều học đó phải sống một mình, phải để mà ở trong đó mà lo sám hối, lo tu tập trở lại, thì quý vị thấy rằng cái hình phạt đó nó cũng rất là nặng rồi. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng ở trong cái mùa corona này, cái mùa dịch này nè, đó
nội mà mình giam mình, giam cái bản thân của mình ở trong một căn phòng hoặc là ở trong cái nhà của mình, mình thấy đã nó rất là tù túng rồi, nó rất là chật hẹp, nó rất là mệt mỏi rồi. Thành ra đó, thành ra quý vị thấy rằng là coi như là mình đã khó chịu lắm rồi, mình ở trong một cái căn phòng như vậy, được đi ra mỗi cái cửa đó, được đi vô rồi được uống nước rồi được ăn rồi được nghỉ ngủ vân vân, mà mình cảm thấy mình đã khó chịu rồi. Thì quý vị thấy rằng một vị á, mà khi mà bị phạt mà phải ở trong một cái phòng để mà tự hối, thì quý vị thấy rằng là cái điều đó nó cũng đã khó khăn rồi, cái điều đó nó đã khó khăn với những cái vật trí rồi đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy những cái pháp này chúng ta tưởng là cái hình phạt để mà làm cho chúng sanh nó đau đớn hay là cái gì đó, thì cái điều đó nó sai lầm, nó không phải. Để cho cái vị đó ngăn ngừa lại không có bị vướng vào những cái tội đó nữa, để ở trong tương lai cái vị đó cũng không có bị vướng vào nữa. Đó, chúng ta phải nhớ là cái kết quả, cái mục đích là như vậy đó. Rồi cái bất si, bất si có nghĩa là quý vị thấy rằng tại vì ở trong thời đó có những vị, có những vị khi mà phạm tội đó, thì lúc đó là do cái vị đó bị điên. Bị điên có nghĩa là bị loạn trí, bị loạn trí nên đã làm quấy, rồi khi mà tỉnh lại không nhớ, tỉnh lại không nhớ. Thành ra ở trong những cái trường hợp này đó, mình cũng phải có cái sự mà phán quyết của chư tăng, để chờ chư tăng nhắc nhở cái vị đó, coi hỏi coi ở trong cái trường hợp đó là cái trường hợp đó là tỉnh hay là tỉnh lại hay là mê mà cái vị đó làm như vậy, khi mà bị loạn trí hay là trí tuệ bình tĩnh mà làm những cái điều đó. Đó, thì ở trong những cái câu chuyện này đó, ở trong luật đó, thì có rất là nhiều quý vị, nhưng mà ở đây là do cái thời gian không đủ nên chúng tôi không có kể lại những cái câu chuyện đó. Rồi cái điều thứ năm, cái điều thứ năm á, là cái vị đó coi như là phải có cái sự thú nhận, có cái sự quyết định mình thú nhận. Có nghĩa là bây giờ mình phạm vào một cái điều học gì đó, mình phải đi đến với một cái vị trưởng lão lớn hạ, cái vị trưởng lão lớn hạ, mình trình bày ra cái điều đó mình đã vi phạm, rồi cái vị đó mới hỏi mình có thấy rõ cái tội nó chưa. Dạ, thấy rõ rồi. Vậy thì phải ngăn ngừa ở trong tương lai không có vi phạm nữa. Amaphante, dạ bạch ngài, con xin vâng, con xin nghe. Đó, thì coi như là cái điều này là cái điều thứ năm. Cái điều thứ sáu á, cái điều thứ sáu á, là coi như là quyết định tùy theo cái tội mà cái người đó phạm, là coi như là lúc đó chư tăng sẽ nhắc nhở kỹ rồi thì sẽ nhắc nhở cái người đó là tôn giả hoặc là ngươi đã phạm như vậy đó, phạm cái tội này đó, thì phải có cái sự mà sám hối đó. Rồi còn cái điều thứ bảy, cái điều thứ bảy là chúng tôi thấy rằng rất là hay quý vị, có nghĩa là như thảo phủ địa đó, như thảo phủ địa có nghĩa là lấy cỏ mà lót lên đất để mà đi qua luôn. Thì hồi trước đó chúng tôi nghe cái điều này chúng tôi không có hiểu, nhưng mà cũng nhờ những cái bài kinh này và những cái lần mà chúng tôi đọc ở trong luật đó, chúng tôi thấy cái điều thứ bảy này rất là hay, một cái điều thứ bảy chúng tôi rất là ân ý. Cái điều thứ bảy này có nghĩa là như thế nào? Trải cỏ che lấp hay là như là như thảo phủ địa, trải cỏ che lấp có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là bây giờ hai bên tranh cãi với nhau, hai bên tranh cãi với nhau, tranh cãi quá, thì lúc đó hai bên trong đó có những vị mà có trí mới đi ra sám hối thôi. Những cái tội lỗi đó do con vô ý, con đã vi phạm đến, và bây giờ thì con đã nhận thấy cái lỗi lầm rồi, con xin sám hối với chư tăng, và nếu mà chư tăng mà đương cử con chịu cái hình phạt nào thì con sẽ chịu cái hình phạt đó.
hoặc là tôi sẽ chịu cái hình phạt đó. Rồi bên kia cũng vậy, bên kia cũng vậy. Có nghĩa là giống như bây giờ, giống như là thí dụ như bây giờ chúng tôi và chúng tôi một nhóm, quý vị một nhóm tranh cãi với nhau. Thì nếu mà bây giờ mà mình cứ tranh cãi, hai bên tranh cãi hoài thì coi như là sẽ dẫn đến cái tai hại rất là lớn, tan rã, mất cái sự mà hòa hợp trong cái cuộc tu. Nên bây giờ bên cái nhóm của chúng tôi là cũng có người ra sám hối, thôi cái bữa đó hoặc là cái lúc đó hoặc là trong khi ấy đó, do cái tâm phóng dật hay là do cái tâm ganh tị đồ này kia đó, con phạm đến như vậy đó, thì con xin trình đến chư tăng như vậy đó, xin các ngài cũng như là xá cái tội lỗi đó, hoặc là đương cử con cái hình phạt nào thì con cũng chấp nhận theo cái hình phạt đó. Rồi ở bên nhóm bên kia cũng vậy đó, thì để chi quý vị, để cho mình lấy lại cái sự hòa hợp, để cho mình lấy lại cái sự hòa hợp. Quý vị thấy cái cách này hay, cái cách này rất là hay quý vị. Có nghĩa là bây giờ đó, mình không bây giờ mà chờ, không lẽ bây giờ phải điều tra lại, điều tra lại giống như thời nay mà có cái camera đó, giờ phải coi camera, quay lại cách đây một ngày cái nhóm nó đi đâu, cách đây hai ngày cái nhóm nó đi đâu, cách đây ba ngày cái nhóm nó đi đâu. Thì mình làm như vậy đó thì thật sự ra đó, nó không phải là cái bậc trí, không phải là cái bậc trí. Đó nó là nói rằng là giống như là mình tỉ mỉ quá rồi, mình tỉ mỉ quá rồi, thành ra chúng tôi thấy rất là hay đó. Thì lúc trước chúng tôi cũng nhớ là có một cái vị nào, một cái vị trưởng lão cũng giải thích, cho dù ở trong cái bản thân mình không có phạm, nhưng mà mình muốn cho chư tăng có cái sự hòa hợp, mình muốn chấm dứt cái sự tranh cãi này, thành ra mình sẽ dùng cái cách này, dùng cái cách thứ bảy này để mà mình làm cho có cái sự hòa hợp của chư tăng lại đó. Thành ra chúng tôi khi mà chúng tôi hiểu được cái điều thứ bảy này đó, như thảo củ địa đó, thì chúng tôi rất là thấy rất là hay, rất là quan hỷ. Và ở trong chắc dần dần về sau đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều khi nếu mà các vị thị khu mà đều biết được cái điều này thì đem lại cái lợi ích rất là to lớn. Là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là về sau này chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó sẽ xảy ra những cái chuyện xung đột, những cái chuyện mà tranh cãi. Mà nếu mà lúc đó có những vị tỳ kheo mà đã từng coi cái điều này rồi, những vị tỳ kheo nào mà đã từng coi những cái điều này rồi, thì lúc đó sẽ dùng điều này để mà lấy lại cái sự hòa hợp của tăng chúng. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà tăng chúng mà đang có cái sự tranh cãi, mà mình là một cái người mà đứng ra để mà làm cái sự hòa hợp lại, giúp diệt đi cái sự tranh cãi, mà làm cái kết nối để mà cho chư tăng hòa hợp lại, thì chúng tôi nghĩ công đức này nó cũng rất là vô lượng đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong lời dạy của Đức Phật, pháp và lịch này có đầy đủ những cái bài pháp chúng ta học để mà chúng ta tu tiến, cũng có. Rồi những cái điều học được quy định cũng có. Rồi những cái lúc mà tranh cãi thì cũng có những cách để mà hòa giải cái sự tranh cãi đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái giáo pháp này rất là vững, rất là vững đó. Vậy thì đối với chúng ta đó, thì chúng ta có được cái duyên lành thì chúng ta cần phải tu tập tạng kinh, tạng luật, hoặc là tạng luận. Nói chung là mình có duyên, hoặc là mình có sức khỏe, hoặc là mình có cái điều kiện, thì đối với cái điều nào mình cũng học hết. Để chi? Để mình biết được, mình giúp ích được tăng chúng, và mình tạo được những cái thiện pháp. Thì cái bài học ngày hôm nay đối với chúng con thì kính bạch chư tăng, con cũng cố gắng để mà trình bày, nhưng mà cái sức của chúng con chỉ có trình bày được bấy nhiêu lời như đây trong cái bài giảng thôi. Con cũng mong chư tăng hoan hỷ cho chúng con, nên chúng con được kết thúc cái buổi giảng này hơi sớm tí xíu. Với cái phước này, con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, xin chia điều với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama.
và cũng xin hồi hướng phước này tất cả các vị chư thiên chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng niệm nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thủ kính thiện để được tính. Thưa quý vị, trước khi chúng ta có câu thảo luận đầu tiên để thỉnh thưa tòa giáo siêu, thì chúng tôi muốn nhắc ở đây một vài chữ, một vài từ vựng mà đôi khi có nhiều vị đọc á, và đọc thoáng qua chúng ta hiểu lầm là chữ tránh, và chữ tránh giống diệt tránh hay là vô tránh. Chữ tránh và chữ tranh á, ở trong chữ Hán có khi họ đọc là tránh cũng được, tranh ở đây chữ tránh là tranh chấp, và vì tránh ở đây là tranh chấp là tranh tụng. Rồi mình nói là bảy pháp gì tránh hay là tránh sự, nói tránh sự không phải là sự né tránh mà tránh sự tức là sự tranh tụng. Chúng ta để ý việc như vậy, và chúng tôi cũng có đề cập đến trong cái bản trong cái lời dẫn nhập ở trên đó là bảy pháp gì tránh này là ở trong giới bổn của vị tỳ kheo. Ví dụ quý vị nghe nói vị tỳ kheo có giới vị tỳ kheo thì bảy pháp diệt tránh này là bảy ở trong số những cái học giới vị tỳ kheo mà một vị phải biết và phải tuân thủ. Tuy nhiên chúng tôi phải nhìn nhận rằng đa phần đó là chư tăng khi học đến điều này thì không có rõ ràng lắm, rất là mơ hồ. Và cái mơ hồ nhất là bởi vì nó sự mơ hồ nên các vị hay sử dụng cái bản chữ Hán. Nếu mà các vị nào đọc lại trong này có bản chữ Hán, ví dụ như là gọi là ưng dữ hiện tiền tỳ ni, hay là ưng dữ ức niệm tỳ ni, hay là ưng dữ bất si tỳ ni, rồi đa mít tội tỳ ni, hay là như thảo phú địa chẳng hạn, thì mình nghe đôi khi những cái đó nó nghe rất là khó hiểu. Chứ thực phải nói thêm rằng ông Christopher Humphrey là một Phật tử người Anh, và bản thân ông là một vị thẩm phán. Ông đã từng nói một điều là bất cứ những ai mà đọc vào trong luật tạng, và đặc biệt đọc những pháp, đọc những cái điều này thì sẽ hiểu rằng tại sao Đức Phật là Phật. Why the Buddha is Buddha? Tại sao Đức Phật là Phật? Bởi vì trong cái cách của Ngài nhìn về luật pháp đó, nó không có bao giờ nó có sự tuyệt đối. Chúng ta có những người là có những người bị sự bất công là bởi vì do nghiệp quá khứ, nhưng mà không có nghĩa là luật pháp không có chịu trách nhiệm với luật pháp. Luật pháp phải có một cái chuẩn mực, và cái chuẩn mực đó mà Đức Phật Ngài đã đề cập đến 25 thế kỷ về trước. Và ngày hôm nay dọc theo bờ sông Thêm, những người Anh họ sống ở dọc bờ sông Thêm họ vẫn phải xem đây là những nguyên tắc, và những nguyên tắc không thể phủ nhận được khi mà dẫn đến sự phán quyết. Ở đây cái mà chúng ta nói rằng để giải quyết sự việc mà liên quan đến tranh tụng, kiện cáo tranh tụng hay tranh chấp, thứ nhất là cần sự hiện diện của đương sự. Ở trong bản chữ Hán gọi là ưng dữ hiện tiền. Ưng dữ hiện tiền ở đây cần sự hiện diện của đương sự, trừ ngoài một vài trường hợp nào đó chư tăng có thể thông báo với nhau là cái việc đó nó không thích hợp. Nhưng mà khi cáo buộc cá nhân thì cá nhân phải hiện diện, không có sự kiếm diện người ta. Không thể là họp với nhau rồi chẳng biết người đó là ai hết, rồi mình đưa ra lời phán quyết lịch sử. Thật ra cần cái sự hiện diện của đương sự. Và điều thứ hai chứ là cái quyết định đó, nó phải cuối cùng nó phải dựa trên đa số của tăng hội. Ở đây người ta có một cái quyết định gọi là jury, gọi là bồi thẩm đoàn. Khi sự việc đưa ra bồi thẩm đoàn đó thì bồi thẩm đoàn sẽ có cái quyết định. Thật ra điểm này rất là thú vị. Thưa quý vị, thật ra 2-3 tháng trước chúng tôi cũng mới vừa ra hầu tòa bởi một cái ngôi chùa của bữa Houston họ kiện cáo đó. Và khi họ kiện cáo cần ra tòa đó thì thật ra thì chúng tôi học được rất là nhiều. Mặc dù đó là cái việc tốn kém thì cuối cùng mình thắng kiện, nhưng mà trong sự thắng kiện tốn tiền. Tuy nhiên nó cũng có một cái việc mình học hỏi rất là nhiều về cái cách thức mà họ lựa bồi thẩm đoàn.
cách thức mà người thẩm phán họ hướng dẫn người phẩm đoàn, cách thức mà người ta đưa ra những câu hỏi cho bồi thẩm đoàn, và cuối cùng làm sao để đưa bồi thẩm đoàn đến sự quyết định. Thì cái này rất là hay lắm và rất là thú vị. Và lúc đó mình mới thấy tại sao mà ở trong luật pháp nó cần có những điều rõ ràng để quyết định thuộc về đa số, và thuộc về đa số. Và những người vào tham dự một phiên tòa đó thì họ phải bằng cách này cách khác, và họ phải tôn trọng. Quý vị biết họ tôn trọng bồi thẩm đoàn đến nỗi mà khi mà mình vào trong tòa đó là mọi người phải đứng lên chào và thẩm phán. Dạ, chào và thẩm phán, mọi người đứng lên. Dù chúng tôi là nhà sư đi nữa, nhưng mà chúng tôi phải đứng lên chào và thẩm phán. Nhưng mà khi bồi thẩm đoàn bước vào, bồi thẩm đoàn là ai? Đó là những người rất là bình thường. Rất là bình thường khi họ được bồi thẩm đoàn đó. Và khi mà bồi thẩm đoàn bước vào trong tòa đó, thì kể cả bà thẩm phán mà mọi người phải đứng lên để chào bồi thẩm đoàn. Tại vì sao vậy? Tại vì thế này là nếu mọi người không tôn trọng bồi thẩm đoàn thì quyết định bồi thẩm đoàn không có giá trị. Và quyết định bồi thẩm đoàn không giá trị là phiên tòa không có giá trị. Và khi mà mình tôn trọng bồi thẩm đoàn đó thì đồng có nghĩa là những cái quyết định nào thuộc về đa số, dạ thuộc đa số. Thật ra thì ở trong tòa đó họ hay bắt buộc là cái số gọi là một cái túc số lớn, chứ không phải là một đa số bình thường. Và thí dụ 50-50 cũng được, 60-50 cũng không được. Có dịp thì chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Nhưng mà cái quyết định về đa số rất là quan trọng, và nếu đa số không được tôn trọng thì cũng không làm gì được. Và giải quyết dựa trí nhớ của đương sự. Và chúng ta nhớ rằng khi mà mình lấy cái lời khai là khổng khung ở đây họ gọi là deposition, tức là lấy cái lời khai của mình. Thì thường thường lấy lời khai đó, người ta hỏi lắc léo nhiều chuyện lắm, như hỏi lắc léo nhiều chuyện để họ cho thấy là đôi khi mình mâu thuẫn. Nhưng trong sự mâu thuẫn đó còn có một điểm là mình khai mình có bất giác hay không, mình có nhớ rõ hay không. Có thể bây giờ ai tự nhiên hỏi mình là một tháng trước mình ăn ở đâu, mình nói chuyện ai, thật ra mình không nhớ được. Dạ. Thật ra mình không thể nào mà mình nói rằng buộc tội người khác mà người đó không nhớ chuyện của họ, làm sao mình nhớ được. Thật ra phải nhắc lại, và cái trí nhớ phải rõ ràng. Và đặc biệt cái người bị cáo buộc là lúc cáo buộc cái tâm thái họ phải tỉnh táo. Nếu mà cái người bị cáo buộc mà lúc đó họ sân si, họ nổi nóng, họ quên mình, họ nói bậy nói bạ đó, thì những lời nói bậy nói bạ họ không thể tính được. Cái đó là cái rất là quan trọng, đó là một điều khác, tâm thái người đó phải tỉnh táo. Và không bao giờ mà cáo buộc một người mà người đó họ không chấp nhận tội. Và thành ra ở trong ví dụ mình ra tòa ở Mỹ, họ hỏi là how do you plead, là mình muốn có nhận tội hay không nhận tội, mình nói mình nhận tội, guilty hay no guilty, mình phải nhận tội. Và nếu mình không nhận tội thì họ sẽ xử cho không nhận tội. Dạ. Nhưng mà cái sự thú nhận của đương sự rất là quan trọng. Ở trong Phật giáo không cho một cái sự phán quyết mà một vị tỳ kheo phủ nhận cái tội của mình. Và chư tăng nước chưa có được thì chư tăng phải họp lại và phải làm sao mà cái chuyện rất là rõ ràng và giải quyết tùy theo mức độ phạm tội. Dạ. Mức độ phạm tội, hồi trước quý vị nghe chư tăng kể câu chuyện đó là ngài tịnh sự có một lần mà ngài được mời vào trong một cái tăng hội để nghị luận về một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đó nói rằng mình có đắc thiền, thì chư tăng nói rằng đó là khoe pháp bậc cao nhân. Nhưng mà ngài tịnh sự ngài hỏi lại vị đó có thực sự là tin mình đắc mà mình không đắc, hay là vì muốn đương gạt người khác nói mình đắc. Nếu mình muốn dối gạt người khác mà mình tự dẫn mình đắc thì cái đó là phạm bất công trụ, thì gọi là khoe pháp bậc cao nhân. Nhưng mà vì mình tin là mình đắc mặc dù mình chưa thực sự đắc, cái đó nó gọi là tăng thượng mạng. Đó là một sự hiểu sai chính mình, hai chuyện nó khác nhau. Thật ra một vị luật sư phải hiểu rõ vấn đề và phải hỏi cho nó đến nơi đến chốn. Và cũng có nhiều trường hợp là giải quyết bằng sự hòa giải. Cái giải quyết hòa giải ở đây là bây giờ họ vẫn áp dụng, thưa quý vị, thì hai bên kiện cùng với nhau, họ dùng cái mediation tức là tòa hòa giải, là họ chỉ định một văn phòng luật sư nào đó, rồi hai bên ra đó ngồi để làm cái chuyện hòa giải đó, chứ không phải chuyện nào cũng phải ra tới bồi thẩm đoàn hết. Thì một điều rất là thú vị rằng vị nào mà biết về luật pháp đó, thì những cái nguyên tắc này là những nguyên tắc căn bản cho
cho luật pháp ngày nay, đặc biệt là các quốc gia mà họ ảnh hưởng cái English Common Law như là Úc Đại Lợi, Canada, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Những cái dân luật này rất là phổ thông. Và khi mình hiểu những điều này đó, thì mình sẽ cảm thấy rất là cảm kích với bảy cái pháp diệt cánh. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với phần thảo luận. Mà thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu có trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Mà thượng tọa Từ Siêu, khi mà Đức Phật ngài dạy ở tại đây đó, là về bốn cái thứ bất hòa. Dạ, bất hòa do tranh luận, bất hòa do chỉ trích, bất hòa do phạm giới tội và bất hòa do trách nhiệm. Thì phải chăng là ở trong này có những cái bất hòa mà mình có thể xem là một điều nó không hẳn là xấu. Như thí dụ bất hòa cho trách nhiệm chẳng hạn, thì có được xem là xấu hay không? Bởi vì ở trên đó mình thấy rằng Đức Phật ngày nói đến sáu nguyên nhân của tranh tội luận ấy, thì sáu nguyên nhân đó đều đến từ phiền não hết. Thì xin kính thỉnh thượng tọa Hoan Hỷ cho một vài suy nghĩ về điều này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta cũng nghe thượng tọa Nhật Đẳng giải thích thêm về cái về bảy cái pháp diệt tránh. Bây giờ thì trong cái câu thảo luận số 1 ở đây, bốn cái tránh sự mà Đức Phật đề cập phải chăng không phải tất cả điều xấu? Ở đây thưa quý vị, cái từ Atikara được dùng xài trong luật tạng rất là phổ thông. Nói chung tức là từ Atikara có nghĩa là cái việc mà xử lý liên quan đến luật ở trong thân chúng. Thì ở đây quý qua đa cận nát mà ở trong cái bản kinh được gọi là tranh sự do cái sự gây gỗ, cái sự cãi vã. Cái chữ quý qua đá ở đây có nghĩa là cái sự luận bàn, cái sự tranh cãi. Thí dụ như
các vị có cái sự cãi với nhau, tranh luận với nhau về một vấn đề pháp chẳng hạn, thì đi đến cái chỗ hai bên không ai thuyết phục ai nữa, thì cái đó gọi là vipada, thành vipada vikarana. Còn cái chữ anuvada, anuvada vikarana là cái tranh sự khởi lên do cái sự cãi vã, chỉ trích với nhau, đi đến cái chỗ tố tụng. Còn thứ ba đó, gọi apatta thikkhana, tức là tránh sự do phạm tội. Trong tội mà Đức Phật Ngài đã chế định bảy cái nhóm tội như là Parajika Patti hay là Sankhadisesa Patti, tội tăng tàn, và là Thulachaya Patti, tội thô xuất. Ngày xưa thì gọi là trọng tội. Hay là chữ tội bên chết thì gia bất tí, tội ư đối trị, hoặc là đúc cơ ta bất tí, tội tắc ác, vô vật. Thì như vậy cái đó được gọi là apatta thikkhana. Thì ở trong trường hợp này đó, chút xíu chúng ta sẽ nói sau trong bảy cái, trong bốn cái luật tranh sự đó, thì Chư Tăng áp dụng bảy cái thikkhana samatha đối với tội nào, đối với tranh sự nào. Khi chặt thikkhana ở đây quý vị, trong bản dịch thì gọi là hành, gọi là tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Và trong tiếng Hán gọi là hành tránh sự. Đúng là ở đây đó, trong cái vụ tố tụng, vụ tranh biện với nhau, thì cái cha thi cật nát là việc làm của những người nắm luật, việc làm của những vị nắm luật như là các vị luật sư hay bộ thẩm đoàn được chẳng hạn. Còn ở trong tăng chúng thì những vị Vinaya Vithara, những vị luật sư, những vị đó sẽ làm cái công việc gọi là Kicca Thikkhana. Cho nên ở đây đó, trong cái câu hỏi rằng bốn trình sự mà Đức Phật đề cập, phải chăng tất cả đều là xấu? Không thưa quý vị, Vipada Thikkhana tức là tránh sự do có sự tranh cãi, tranh luận với nhau về một vấn đề gì, để mà đưa đến các bậc trưởng lão quyết định ai nói đúng, ai nói sai, hoặc là nó còn có những cái tình tiết như thế nào nữa.
Thì cái này không phải là một cái tranh sự xấu. Cái cha Thích Ca Na cũng không phải là một tranh sự xấu, bởi vì đó là cái việc làm, cái việc làm để giải quyết tranh sự. Cho nên phải cần có. Chỉ có hai cái Anuvada Thích Ca Na, cái này chưa có lập tội danh, chỉ mới có cái sự đấu khổ với nhau do cái sự cãi vã mà thôi, do cái sự gây gổ, do cái sự bất hòa. Còn Apatta Thikkha Năng đó, thì cái này đó mới là cái vụ tố tụng mà có tội danh. Tội danh như là tội mất công trụ, lập tội danh cho cái đương sự đó là phạm tội mất công trụ, hay phạm tội tăng tàn, hay là phạm tội thô sức, hay là phạm tội tắc ác, tội ứng đối trị, v.v. Thì cái đó là đã lập tội danh rồi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu trong bốn cái sự tố tụng đó, chỉ có hai cái sự tố tụng là nó xấu thôi. Còn hai sự tố tụng kia, như một vị pháp sư, vị luật sư mà có cái sự ở tại Kosambi, các vị tranh luận với nhau về pháp, về luật, thì cái đó gọi là Vipada Thikkha Na. Vipada Thikkha Na. Và tất cả những cái sự việc này, ba cái sự việc này phải có cái cách để giải quyết. Và cái vị mà làm cái công việc đó đó thì gọi là cái cha Thích Ca Na. Tức là mỗi một tranh sự nó phải có một cách để giải quyết. Thí dụ như quý qua đây Thích Ca Na, khi là hai vị tỳ kheo do vì bất đồng trong pháp, trong giáo pháp, có thể là bất đồng về văn nhưng mà đồng nhất về nghĩa, hay là bất đồng về nghĩa nhưng mà đồng nhất về văn, vân. Thì trong trường hợp này giải quyết không có đem cái luật, đem luật mà cáo buộc, hay là thẩm vấn. Mà trong trường hợp này là một vị trưởng lão thông suốt kinh điển, và vị này là người chánh trực vô tư. Vị này chỉ lấy pháp làm chứng, gọi là Thammathippatthaya, tức là lấy pháp làm chứng mà thôi, là chuẩn mực để đem phân biện cho hai bên thấy bên nào nói đúng và bên nào nói sai, không có đem cái vấn đề ra. Chỉ có Apatta Thikkha Na, tức là cái sự tranh sự tội danh đó, thì cái trường hợp này là phải đem luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, đem luật mà Đức Thế Tôn đã chế định để mà phán quyết. Thì ở đây cái Apatta Thikkha Na và cái cha Thikkha Na đó, thì hai cái đó đó là phải dùng đến bảy cái Thikkha Na Samatha, tức là bảy cái diệt tránh
bảy pháp vị trách mà thượng tọa giác cảnh đã nói vừa nãy rồi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thượng tọa giác cảnh nêu như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú kinh dân thượng tọa thầy siêu, mà thượng tọa thầy siêu thượng tọa quan hỷ giải thích thêm cái một câu Phật ngôn ở thảo luận số 2 là ở trong bài kinh này có câu là này Ananda, sự tranh luận về tăng thượng hoạt mạng hay là tăng thượng giới bổn là nhỏ nhặt. Này Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa tăng chúng về con đường hay là về đường hướng tu hành, sự tranh luận ấy mới đưa đến bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an và đau khổ loài người loài trời. Thì đó thì giải thích là tại sao cái sự tranh luận về giới bổn gọi là nhỏ nhặt so với sự nói về những cái pháp trụ bồ đề như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân. Đây là một điểm rất là tế nhị, xin kính thưa thượng tọa quan hệ trở lại. Thứ vì dường như thượng tọa thầy siêu không nghe chúng tôi nói. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, có lẽ thượng tọa thầy siêu đã không có mặt ở thượng tọa thầy siêu. Dạ, dạ, kính thỉnh thượng tọa thầy siêu. Dạ. Xin lỗi quý vị, chúng tôi lại lập cẩm nữa. Vừa nghe cái câu hỏi, chúng tôi đã xem bài để trả lời, thì chúng tôi quên cả mic. Ở đây thưa quý vị, vì chúng tôi muốn xem lại cái văn bản, cái văn bản Pali, để mà nói cho nó rõ. Ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng ta sẽ định nghĩa, chúng ta sẽ định nghĩa về hai cái từ được gọi là Achachive. Vị qua đô, tức là tranh luận về quật mạng và tranh luận về giới bổn. Là Patimokkhe, Vipadi, Vipado. Ừ.
những cái tranh luận giữa tăng chúng về hoạt mạng, về tăng thượng dư bổn. Tăng thượng hoạt mạng ở đây đó, tức là chỉ cho sáu cái điều tà mạng. Trừ sáu cái điều đó ra, sáu điều học chứa định nó có liên quan đến cái sự tà mạng đó, như là vị tỳ kheo vì cái nhân nuôi mạng mà khoe phát bậc câu nhân phạm bất cung trụ vô vật, tát thát acha chi quê tí, gọi là acha chi quê đó, tức là a chi quá hay tú, a chi quá karna, vì nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vì tỳ kheo phê pháp và công nhân. Cho nên sáu cái điều học gọi là sáu điều học mà ngài chế định đó, Panyatani Chát Sikhapadani, sáu cái điều học ở trong giới bổn, ở trong giới bổn ý, ở trong thanh tịnh đạo, ở trong thanh tịnh đạo có nói đến sáu cái điều nuôi mạng này. Ở đây thưa quý vị, cái điều thứ nhất ở trong chú giải dẫn chứng một cái câu a chi quá hệ tú, a chi quá cần đa phi cú và bị chô cha ba cát tô a san tăng phu tăng út từ đến mình nước tham mang ô lấp bát tí a bát tí và ra chỉ cá xá vì nguyên nhân nuôi mạng. Vì lý do nuôi mạng thì kheo ham muốn xấu xa bị dục vọng chi phối, rồi khoe pháp và câu nhân không thật có, không thật chứng, phạm tội triệt tiêu, tức là tội bất công trụ. Và chữ bất công trụ đúng ra là cái chữ asangvaso, cho nên dịch cái chữ parajika là triệt tiêu. Rồi cái điều thứ hai đó, a chi quá hệ tu a chi quá cần đa phi cú sanh chật hết tăng sama bách chật tí a bát tí sanh khởi đề sĩ sát sanh, vì nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng thì tỳ kheo là mai mối cứ gã phạm tăng tàng. Điều thứ ba, a chi quá hệ tu a chi quá cần đa vô tê vi hà rê quá sát tí so phi cú a ra hà tí phan là tí bất tín của cha nằm tát xá a bất tín thù lách cha giá xá, vì nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vì tỳ kheo nói rằng có tỳ kheo nào đang ngủ trong tỉnh thất của ông tạo dựng thì vị ấy là bậc a la hán, người nghe mà hiểu thì tỳ kheo đó phạm tội thu xuất. Điều thứ tư là vì nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, tỳ kheo xin các món ăn hảo hạng cho mình ăn, cảm ơn đối trị. Thứ năm là vì nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, thì kheo xin các loại món ăn hảo hạng cho mình ăn, phạm ưng phát lồ. Vì nguyên nhân nuôi mạng, lý do nuôi mạng, vì tỳ kheo vô bệnh. Cái điều thứ tư, thứ năm đó thưa quý vị, xin các món ăn hảo hạng cho mình ăn, thì đối với tỳ kheo thì phạm ưng đối trị, mà đối với tỳ kheo ly thì phạm ưng phát lồ.
Và điều thứ sáu, vì lý do nuôi mạng thì kheo vô bệnh mà xin canh hoặc cơm cho mình ăn phạm tội tác ác. Đó là sáu cái điều học và được gọi là tăng thượng quật mạng, gọi là tăng thượng quật mạng. Ngoài cái sáu tăng thượng quật mạng đó ra đó, thì còn lại 221 điều kia thì gọi là a thí. Patimokkhe, patimokkha athika, patimokkha là tăng thượng dưới bổn, tăng thượng dưới bổn. Ở đây câu hỏi được hỏi lên rằng là hiểu như thế nào của Phật Cô Ngài Ananda thì tranh luận về tăng thượng hoạt mạng hay là tăng thượng dưới bổn là nhỏ nhặt. Còn sự tranh thuận khởi lên giữa tăng chúng về con đường hay là đường hướng tu hành mắc gá hoặc bất tín bất đá thì tranh luận ấy vừa đưa đến bất an cho đa số, bất lợi cho đa số, đau khổ cho loài trời người. Ở đây thưa quý vị, tức là trong câu này chúng ta phải hiểu rằng là cái gì nó liên quan đến giới của vị tỳ kheo. Nếu mà vị tỳ kheo đó, cá nhân của vị tỳ kheo đó mà vi phạm thì vị đó sẽ bị phạm tội và vị đó sẽ bị cái quả báo khổ. Nhưng mà không bị cái nguyên nhân vị tỳ kheo đó nó sống tà mạng hay là phạm vào cái điều giới mà Đức Phật đã cấm mà làm cho chư thiên và nhân loại đau khổ, bởi vì không có làm cho suy sụp giáo pháp. Còn khi mà cái sự tranh luận khởi lên giữa tăng chúng tức là hiểu sai về nghĩa, sai về văn tự kinh điển Phật ngôn, do cái sự hiểu sai đó nó dẫn đến tình trạng là làm cho giáo pháp bị suy sụp, rồi hướng dẫn cho những người khác tu tập có phe có nhóm mà không đúng đâu gì vào đâu cả, thì như vậy sẽ làm cho bất lợi, làm cho đa số chúng sanh bất lợi bất an, đau khổ cho loài trời người. Cho nên ở đây đó, cái sự tranh luận mà do phạm giới phạm luật thì cái đó là nội bộ của tăng chúng, nó không ảnh hưởng gì đến cái người cư sĩ bên ngoài hay là đối với các vị chư thiên cần nghe giáo pháp học pháp. Cái trường hợp này gọi là ai tu đế đắc, ai giữ giới tốt thì người đó được phước báo nhiều vậy đó. Nhưng mà khi mà tà kiến khởi lên cái sự hiểu sai về giáo pháp khởi lên giữa tăng chúng, giữa các vị tỳ kheo, đây là một điều rất là nguy hiểm, một điều rất là nguy hiểm. Và trở lại vấn đề là cho dù các vị tỳ kheo có tuân thủ giới luật một cách nghiêm túc, nhưng mà cái tri kiến về giáo pháp ở đây là con đường và con đường bát chánh đạo đó, về bát chánh đạo và cái sự thực hành
theo thiền định á, mà sai trật rồi thì làm cho ở trong kinh giải cũng giải thích nhiều lắm thưa quý vị. Sở dĩ mình gọi là chức, gọi là nhỏ nhang đó, lỗi nhỏ nhang tức là những cái chuyện đó nó chỉ đưa đến cá nhân của một vị tỳ kheo thôi, hay là trong nội bộ của tăng chúng. Nhưng mà về con đường và sự thực hành thì cho đến khi nào mà đạt được cái con đường siêu thế của Lukottara Magga thì cái đó mới được xem như là quan trọng, xem như quan trọng. Bởi cái chánh tri kiến nó quan trọng lắm thưa quý vị. Nếu mà không có tu tập đúng thì nó sẽ đưa đến cái sự nguy hiểm cho giáo pháp. Có hai trường hợp ở đây chúng ta cũng nên hiểu. Một là sila vipatti, tức là giới ngoại, và ditthi vipatti là kiến ngoại. Hai cái sự hư hỏng đó, cái sự hư hỏng về giới và hư hỏng về tri kiến, thì có cái sự tranh luận với nhau về tranh sự trong tăng chúng xảy ra về cái vấn đề giới nuôi mạng hay là các cái giới bổn khác. Thì cái đó nếu mà vị nào mà bị vi phạm thì cái đó nó chỉ là rơi vào cái tình trạng gọi là hư hỏng về giới, nó không có ảnh hưởng đến cái giáo pháp, là con đường đưa đến sự giải thoát hay là đưa đến mục tiêu cứu cánh cho chúng sanh. Còn mà kiến hoại đó, tức là có cái sự hiểu sai, hiểu nhầm, thì cái này nó sẽ đưa đến cái sự dẫn dắt cho người khác lạc đường, lạc lối. Và do vì thực hành giáo pháp lạc đường lạc lối như vậy, chúng sanh đi xuống những khổ khổ chứ không có đi lên được. Này các tỳ kheo, có hai cảnh giới dành cho người có tà kiến, tức là địa ngục và bàn sắc. Cho nên khi mà chúng ta hiểu sai về cái đạo lộ và cái pháp thực hành thì nó nguy hiểm. Thì đó là chúng tôi xin được trình bày để trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận số 2 thượng tọa già đẳng vừa nêu nó một thời gian. Sa thú kinh duyên, thưa thượng tọa sư, thưa quý vị, bài kinh này còn một phân đoạn ngày mai, tức là phần 2. Chúng ta sẽ trở lại với nhiều đề tài. Đây là một trong những bài kinh rất là quan trọng. Nhiều điểm rất là tế nhị mà chúng ta cần lưu ý. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin được thưa quý vị một điều, đó là đang có một cái nỗ lực của các chính phủ từ Hoa Kỳ sang Việt Nam cũng như Âu Châu là làm thế nào để tái khởi động lên nền kinh tế.
Nhưng mà xin nhắc tất cả mọi người đó là chúng ta nên lưu ý rằng không phải là vấn đề mở cửa không mở cửa là tùy ở chính phủ, mà tùy ở cái siêu vi COVID-19, có nghĩa là sự lây nhiễm của nó. Và nếu người ta nói mở cửa thì đặc biệt người ta phân loại một số người có thể mạo hiểm và một số người không nên mạo hiểm. Những người mà lớn tuổi, những người có bệnh nền và một số người có những bệnh nào, có những cái trường hợp nào đó dễ lây nhiễm thì đặc biệt nên tránh tối đa. Thì chúng ta nên nhớ một điều rằng sự mở cửa không có nghĩa là ở ngoài đã an toàn. Thật ra ở bên ngoài nó vẫn còn đầy dẫy sự nguy hiểm. Và Thủ tướng của Úc cũng mới tuyên bố rằng có thể là cái gọi là cái khoảng cách của xã hội đó nó sẽ kéo dài từ 1 năm đến 2 năm cho đến khi thuốc chủng ngừa đã tìm thấy được. Và do vậy tất cả chúng ta, cho dù là có những lời tuyên bố là siêu thị sẽ mở cửa lại, nhà hàng quán sẽ mở cửa lại vân vân, nhưng mà tất cả chúng ta đều phải rất là cẩn thận, đều đặc biệt rất là cẩn thận. Những cái cố gắng mở cửa chỉ là cố gắng để kích hoạt lại nền kinh tế đang bị đình trệ, chứ không có nghĩa là ở bên ngoài an toàn, và chúng ta nên lưu tâm về điều này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Xa thu lành thân. Dạ, cảm ơn Sít Quang. Xa thu lành thay. Con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác.